Sát Bình tổ chức sinh nhật cho Phương Oanh. Sát Bình đặt tiệc ở nhà hàng, mời một số bạn bè thân thiết đến mừng sinh nhật 34 tuổi của bà xã Phương Oanh. Hôm 23 tháng 9, Sát Bình tổ chức tiệc sinh nhật tròn 34 tuổi cho Phương Oanh. Cặp vợ chồng liên tục dành cho nhau những cử chỉ tình tứ trước mặt hàng chục khách mời là bạn bè thân thiết. Sánh đôi bên Sát Bình, Phương Oanh chọn một thiết kế dày bệt của Manolo Blahnik để không nổi bật hơn anh về chiều cao. Phương Oanh cho biết đây là sinh nhật đặc biệt nhất của cô khi trở thành gái có chồng. Đó cũng là lý do Sát Bình muốn tổ chức một bữa tiệc cầu kỳ để ghi dấu mốc quan trọng trong cuộc sống của bà xã. Cặp vợ chồng mời khoảng 20 người bạn thân thiết. Trong bữa tiệc, Sát Bình còn thể hiện khả năng ca hát và bày tỏ tình yêu với vợ qua một số bản tình ca. Hoa hậu Ngọc Hân, bạn thân của Phương Oanh, cũng có mặt. Cô là người chứng kiến cuộc tình của Phương Oanh, Sát Bình từ những ngày đầu hai người đến với nhau. Phương Oanh ôm chầm lấy Thanh Hương khi vừa nhìn thấy đàn chị. Hai diễn viên thân thiết từ khi đóng chung phim truyền hình Quỳnh Búp Bê. Thanh Hương còn diện một thiết kế đến từ thương hiệu thời trang do Phương Oanh làm chủ. Diễn viên Quỳnh Hoa chơi thân với Phương Oanh nhiều năm nay. Từ khi người đẹp gốc Hà Nam bén duyên với phim ảnh, Phương Oanh sinh năm 1989, khởi nghiệp người mẫu trước khi đóng phim. Cô được biết tới từ tác phẩm Hoa Bay. Từ năm 2015, cô hoạt động tích cực và được yêu mến qua các phim Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Ngược Chiều Nước Mắt, Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân. Phương Oanh làm thủ tục kết hôn với Sát Bình hồi tháng 6 và tổ chức đám hỏi kết hợp lễ vu quy hồi tháng 7. Trong tháng 7, diễn viên Phương Oanh và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, Sát Bình, sẽ tổ chức hôn lễ tại Hà Nam, quê của nữ diễn viên. Cả hai chưa có dự định làm tiệc cưới ở Hà Nội. Cặp đôi không tiết lộ thời gian cụ thể vì muốn lễ cưới diễn ra riêng tư. Ấm cúng. Phương Oanh và Sát Bình vừa có chuyến du lịch Thái Lan cùng gia đình hai bên. Hồi tháng 6, cả hai đã đăng ký kết hôn tại Hà Nam sau một năm hẹn hò. Mối quan hệ của Phương Oanh và Sát Bình trở thành tâm điểm trên mạng xã hội từ giữa năm 2022, khi những bức ảnh tình tứ của hai người được lan truyền. Thời gian mới công khai mối quan hệ tình cảm, Phương Oanh chịu sức ép lớn từ dư luận. Cô thừa nhận dù sống tự lập từ năm 18 tuổi, tự tin bản thân mạnh mẽ nhưng vẫn suy sụp vì ồn ào tình ái. Suốt 2 năm bên nhau, Sát Bình nhiều lần lên tiếng bênh vực, giải thích để bảo vệ Phương Oanh. Anh cũng không ngần ngại chụp ảnh chung, cập nhật trang cá nhân và cũng tổ chức sinh nhật hoành tráng cho bạn gái. Sát Bình tên thật là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, là một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Anh là nhà sáng lập kiêm chủ tịch một tập đoàn về công nghệ, tham gia chương trình thương vụ bạc tỷ, Shark Tank Việt Nam, từ năm 2019 và thường được gọi bằng biệt danh Sát Bình.